Kính chào quý vị đến với những tin tức cập nhật trên kênh tin mới toàn cảnh. Thưa quý vị, liên quan tới vụ sạt lở vùi lấp hàng loạt ô tô ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết, đoàn kiểm tra do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn vừa có buổi làm việc để đánh giá nguyên nhân và hiện trạng tại khu vực hiện trường tại xã Minh Phú. Theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn, Hà Nội, do rãnh nước đường cứu hỏa không được nạo vét dẫn tới nước chảy tràn sang đường gây sạt lở vào ô tô. Theo vị lãnh đạo, qua khảo sát thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện khu vực bên trên đồi rõng chung, cách hiện trường khoảng 300 m là con đường cứu hỏa, được xây dựng cách đây 7 năm, hai bên rãnh nước chứa nhiều bùn, rác, do lâu ngày không được nạo vét, khiến nước chảy tràn sang bên đường. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, ngoài nguyên nhân kể trên, một nguyên nhân khác phải kể tới đó là khi các ô tô đỗ bên lề đường, phía trước nhà hàng ăn, vô tình đã cản dòng nước, khiến bùn đất và rác bị ứ động không tiêu thoát được sau một thời gian ngắn mưa to bùn đất đã vô tình vùi lấp các ô tô kể trên lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sóc sơn chia sẻ giải pháp trước mắt chúng tôi đã thực hiện đó là khơi thông rãnh dọc đường cứu hỏa để dẫn nước đổ đúng vị trí đưa máy xúc vào sửa lại đường thoát nước khu sạt trượt ngoài ra còn cắt bậc nước tránh tình trạng nước mưa chảy thẳng xuống khu trũng và dùng bạt ép sát đất để tránh nước mưa sói lở đất đá